Cộng đồng mạng quốc tế phẫn nộ khi TikTok quốc tế xuyên tạc rằng Việt Nam đang bóc lột và tồn tại chế độ nô lệ hà khắc. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Nếu có ai đó đặt câu hỏi rằng Việt Nam có giàu không? Việt Nam có phải là quốc gia phát triển bậc nhất hay không? Thì có lẽ là người Việt Nam sẽ khiêm tốn và không dám gật đầu. Thế nhưng, nếu có người hỏi rằng quốc gia nào trên thế giới này sống tình cảm, đầy yêu thương và luôn có sự đoàn kết chia sẻ trong mọi hoàn cảnh, mình sẽ không ngần ngại mà tự hào giới thiệu rằng đó là Việt Nam. Đâu chỉ riêng mình mà rất nhiều người nước ngoài đã công nhận điều này. Thế mà chẳng hiểu sao, có một người bạn ở bên kia bán cầu vẫn cứ ngỡ bây giờ là thế kỷ 18-19, đã lên mạng xã hội TikTok và phán xét những điều không đúng về Việt Nam. Người này cho rằng Việt Nam chỉ toàn bóc lột và tồn tại chế độ nô lệ hà khắc. Phẫn nộ, ức chế và tức giận, một chàng trai nước ngoài đã ngay lập tức lên video phản pháo, bênh vực cho Việt Nam. Vậy cụ thể drama này diễn ra như thế nào? Mời các bạn hãy cùng theo dõi tiếp video nhé! Ai đúng ai sai rồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, mới đây trên TikTok lan truyền một video khá là tiêu cực, nội dung chính là đề cập đến một vấn đề sai trái rằng tại Việt Nam vẫn còn chế độ nô lệ. Người mà mình nói đến ở đây là chàng trai trong clip ở trên màn hình đây. Ban đầu ấy thì mình khá là hào hứng khi xem clip vì rất yêu mến việc các bạn Tây kể chuyện về Việt Nam. Thường thì những chia sẻ của các bạn nước ngoài khá là thú vị, vô tư và có đôi khi là những hiểu lầm ngô nghê thôi. Ai ngờ rằng không phải bạn Tây nào cũng đáng yêu. Những thông tin mà chàng trai đưa ra vừa vô căn cứ lại có dấu hiệu xúc phạm một dân tộc nghiêm trọng. Người này nói rằng nhãn hiệu Nike của Việt Nam đang sử dụng các nô lệ trẻ em và không trả lương nên những đôi giày Nike mới có giá thành rẻ chỉ 75 USD. Để chứng minh cho luận điểm của mình thì anh chàng đã bất ngờ cho biết thêm rằng ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều những đứa trẻ 10 tuổi bị hành hạ, đánh đập và phải ngủ ngoài đường. Người Việt nào nghe thấy thì chắc chắn là ai cũng hết sức bực tức và khó chịu vì đây là những thông tin xuyên tạc một cách quá đáng về đất nước và con người Việt Nam. Dưới phần bình luận của video nói xấu Việt Nam này, nhiều người đã vò đầu bứt tai thắc mắc tại sao lại có người đưa thông tin sai lệch về Việt Nam như thế. Làm sao để biết được Việt Nam sống thế nào vì đến bây giờ Việt Nam làm gì có điện hay là internet để mà lan truyền hình ảnh, thông tin đi. Sau đây là một vài những dòng bình luận hết sức khó tin của cư dân mạng quốc tế mà mình đọc được. Xin mời các bạn hãy cùng nghe nhé! Làm sao có thể có chuyện này xảy ra? Bạn biết được là nhờ đến thăm Việt Nam đúng không? Vì tôi biết rằng đất nước này không có internet, mọi thông tin đều được bảo mật, người ngoài không biết được. Thật đáng thương cho những đứa trẻ. Thế giới này vẫn có rất nhiều nơi chịu lầm than, khổ đau, chiến tranh, hãy cầu nguyện mỗi ngày cho họ. Tôi chưa từng nghe về đất nước này, cảm ơn bạn vì đã cho tôi những thông tin bổ ích để hiểu hơn về thế giới. Có thật là vậy không? Tôi từng nghe đến Việt Nam một lần và tôi khá nhiều thông tin về đất nước này. Đây là đất nước của chiến tranh và nô lệ 1.000 năm. Càng phát triển, người ta càng đánh đồng một quốc gia được cho là không thân thiện, ngay cả khi họ chưa từng đến quốc gia đó, thật ngớ ngẩn. Các bạn lầm to rồi, đừng để chàng trai này rắt mũi, có rất nhiều điều tốt đẹp về Việt Nam, thông tin này cần được kiểm chứng. Việt Nam cần một lời xin lỗi từ bạn, tôi đã sống ở Việt Nam và không có gì là giống như bạn nói, đây là một sự xúc phạm nặng nề. Vâng, có lẽ là mạng xã hội chính là nơi mà thông tin đưa ra dễ dàng bị rắt mũi được dư luận nhất. Chỉ cần là thông tin giật tít thì y như rằng thu hút được nhiều người, còn về tính xác thực, chính xác của nó thì không cần phải xem lại. Dĩ nhiên là với nhiều người chưa từng đến Việt Nam, họ sẽ dễ dàng tìm ra những thông tin này là đúng hay là sai. Bởi vì chàng trai này đúng là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Video còn được lên xu hướng, hơn 500.000 người tiếp cận. Đáng nói ở chỗ, anh ta nói sai hoàn toàn. Khi nhìn thấy sự tình quá oan ức, một chàng Tây yêu Việt Nam đã xuất hiện như một vị thần và còn thả cơn mưa chửi khiến người Việt Nam ai nấy đều cảm thấy đã cái nư. Cụ thể, Tây này có tên là Valentin, người là người Romania, đã lên tiếng đính chính thông tin trên là sai lệch hoàn toàn. Theo anh, việc bêu rếu và xúc phạm Việt Nam như thế này là quá sức chịu đựng của mình. Và không chỉ có một mình người làm video sai lệch kia mà còn rất nhiều người khác nữa lợi dụng mạng xã hội để lan truyền những thông tin thất thiệt về đất nước Việt Nam. Con người hiện nay dễ bị thao túng tâm lý, do vậy những người chưa từng đến Việt Nam có thể sẽ tin những lời nói lầm lạc đó. Không chỉ dừng lại ở việc đăng video câu view, những thông tin sai sự thật này sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế, thậm chí là thiệt hại về kinh tế. Bởi lẽ, nhiều người chưa từng đến Việt Nam sẽ dễ dàng tin nước ta vẫn còn nô lệ, lầm than và không dám tới Việt Nam du lịch, học tập, làm việc nữa. Valentin khẳng định xin phép không nhận đồng hương vì nói đây là đồng hương xấu mặt những người nước ngoài nói chung và những người đến từ Romania như anh nói riêng.
Sau cùng anh còn khẳng định cực gắt bằng tiếng Romania: "Tôi không biết bạn đang sống ở thế giới nào, nhưng Việt Nam không hề có chế độ nô lệ, không có tra tấn và những thứ nhảm nhí khác như bạn nói trong video của bạn. Hãy xin lỗi về việc xúc phạm cả đất nước này ngay." Video của anh được đăng tải bằng tiếng Việt, nói tiếng Việt một cách rất rành rỏi và lập luận hết sức thuyết phục. Bên dưới video, các bạn netizen Việt Nam đã vào bình luận rất sôi nổi với những dòng comment cười ra nước mắt. Khúc sau chưa bàn tới, nhưng mà nghe Nike của Việt Nam tự dưng thấy ngon hẳn. Nói cho lắm vô mà thấy rẻ thì bọn nó cũng mua lấy mua để, chứ có bao nhiêu đứa chê đâu. Nói Nike của Việt Nam là thấy uy tín rồi, thiếu Adidas, Gucci, Chanel, các thứ nữa, nói phải nói cho đủ. Ở Việt Nam làm gì có Internet, chúng tôi dùng nội công, sóng não để liên lạc với nhau mà. Đôi khi xa quá thì dùng bồ câu đấy. Anh này từng lên TV chương trình Nhập Gia Tùy Tục trên VTV3 này. Chiếc tây Valentine này nói tiếng Việt đỉnh luôn và cũng rất dắt réo, lúc nào cũng khẳng định yêu Việt Nam. Nước ngoài ít ai biết nhiều về Việt Nam. Trước đi du học, đứa bạn người Tây Ban Nha còn hỏi chữ Việt Nam cũng ngoằn ngoèo như chữ Thái phải không? Đúng đấy, mình đang là nô lệ cho bà vợ đây, có được sử dụng tiền mình làm được đâu. Anh Tây dùng toàn từ đanh thép mà người Việt không biết và áp dụng đúng được, nể anh lắm. Thật là hạnh phúc khi vẫn có những người nước ngoài yêu quý nước ta các bạn nhỉ, sẵn sàng đứng ra bênh vực cho Việt Nam khi có kẻ cố tình làm mất uy tín của đất nước. Các bạn ạ, chẳng hiểu sao nhưng mà khi nghe những thông tin, những tin tức sai lầm mà người Tây nói về Việt Nam, mình lại nhớ đến hồi Covid-19 mới bắt đầu bùng ra ở châu Âu. Có những người còn đốt cột phát 5G vì nghi là nơi phát tán virus, thậm chí là phản đối đeo khẩu trang vì nghi nẹp mũi trên khẩu trang là Athena, điều khiển trí não con người. Điều đó là hệ lụy của những tin rác trên mạng xã hội. Thế mới hiểu rằng mạng xã hội dắt mũi người khác một cách dễ dàng như thế nào. Mà giờ thì những người nói xấu Việt Nam thì cũng kệ họ thôi. Bởi ví dụ, 10 người tới Việt Nam theo tâm thế khám phá mạo hiểm ở một đất nước ngặt nghèo thiếu tự do, thì sau đó họ đều gần như là bị sốc vì Việt Nam hoàn toàn khác. Nói Việt Nam toàn bạo lực, bóc lột và nô lệ ư, còn có gì là vô lý hơn không? Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, tôi chỉ có một sự ham muốn, một ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đây là câu nói bất hữu của Bác đã thấm sâu vào huyết mạch của con người Việt Nam. Dù ở nơi đâu, cương vị nào cũng luôn hướng về cội nguồn của dân tộc, đoàn kết thành một khối thống nhất, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ở đâu không biết, ở Việt Nam không bao giờ tồn tại hai từ nô lệ. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn hay là hoạn nạn, dù thời chiến hay là thời bình, dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, người Việt Nam vẫn luôn đồng hành, nhường cơm sẻ áo cùng nhau. Thậm chí đã có rất nhiều lần người Việt Nam giúp đỡ người nước ngoài vượt qua khó khăn khi đang đi du lịch hoặc sinh sống ở Việt Nam. Cho nên nếu có những ai đang hiểu nhầm về đất nước Việt Nam, hãy một lần đến thăm đất nước của chúng tôi để tìm câu trả lời cho chính mình. Đảm bảo 100% rằng Việt Nam không chỉ có Internet thôi đâu, mà chúng tôi còn có phủ sóng Wi-Fi ở khắp mọi nơi. Việt Nam chào đón tất cả các bạn nước ngoài đến thăm. Còn các bạn Việt Nam, các bạn có suy nghĩ như thế nào? Bình luận cho mình biết với nhé. Đến đây thì mình phải nói lời chào tạm biệt để khép lại video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Bye bye!